Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn Đặng và chào mừng các bạn tới với cộng đồng học lập trình F8 Official. Và trong video này thì nó là cái video đầu tiên trong khóa JavaScript cơ bản. Vì vậy là mình sẽ đi show hàng cho các bạn nhìn xem là thằng JavaScript ngày nay nó có thể làm được những gì nhá. Thì thay vì list ra những cái gạch đầu dòng thì bây giờ mình đi show thẳng cho các bạn xem luôn. Đầu tiên là nó để làm web thì mình có hai sản phẩm đây. Sản phẩm này là mình làm cách đây 6 tháng, khoảng 5-6 tháng gì đó. Và đến ngày hôm nay là bắt đầu nó ra mắt. Thực ra nó còn khá là sơ sài, nó chưa có gì cả. Về xương thì công nghệ của nó là nó có sử dụng thằng DragJS. Nó là một thư viện frontend của JavaScript để tạo ra giao diện website, build ra website các bạn nhé. Thì mình sử dụng thằng đó. Về phía đằng sau thì nó có một vài cái để nghịch nữa thôi. Đầu tiên thì nó là cái thông báo real-time này. Nó sử dụng thằng socket cluster. Và thằng này nó là backend được code trên nền Node.js các bạn nhé. Đó cũng là sử dụng Node.js, có nghĩa là vẫn code bằng JavaScript các bạn nhé. Và trong khóa học này thì mình đang làm cái video giới thiệu cái khóa này thôi. Đó, mình mới ra được mỗi khóa này. Mình bấm vào. Sau đó thì nó có thêm cái chức năng comment, comment, like, trả lời, reaction các thứ thì không có đâu. Và cái đó rảnh thì sau này mình làm. Nó đều là real time cả. Và bây giờ mình bấm vào trong học ngay này. Thì trong đây nó có một vài cái nghịch nữa thôi. Sau này các bạn học thì các bạn sẽ thấy rằng là làm những cái đó nó khá là dễ. Đầu tiên thì cái đổi màu này. Đổi màu này với mục đích là để giúp các bạn xem video buổi tối nó không bị chói mắt. Ở đây thì có một cái khá là hay, mình thấy khá là hay là các bạn có thể bấm vào cái dấu tích ở bên cạnh những cái bài học này để các bạn có thể tracking được cái tiến độ khóa học của các bạn nhé. Các bạn bấm vào xong ấy thì các bạn bấm vào cái biểu tượng này, đây là biểu tượng tổng hợp những cái khóa học mà các bạn đã đăng ký. Đấy ạ. Đó, nó đang hiển thị là 6%, tức là mình đang học được 6% của khóa học này. Cái tính năng coi này thì thực ra là mình làm để cho vui thôi, mình sẽ tặng coi cho các bạn để đảm bảo các bạn học là miễn phí. Có hỏi đáp này. Hỏi đáp này thực ra cũng là comment thôi. Ok, nó cũng chỉ có như vậy thôi, xương là như vậy, nó cũng không có gì đặc sắc cả. Dần dần thì mình sẽ phát triển nó thêm. Và bây giờ nó còn khá là nhiều lỗi nữa cơ, thì sau này mình rảnh, mình fix. Đây là một sản phẩm thứ hai của mình. Cái nút là tạo CV xin việc đây. Thì sản phẩm này là mình có làm nó trong năm 2019 vừa rồi. Và mình có chạy nó ở thị trường nước ngoài. Thứ nhất là chạy ở India và hai là chạy ở Mỹ. Mình chạy dưới dạng hình thức là premium, freemium chứ nhỉ. Tức là đây, mình có một cái bảng giá này, mình cho dùng miễn phí và có cái bảng giá để sử dụng trong trường hợp là mua tài khoản cao cấp. Thì thực ra ở đây là mình lười, mình chưa bỏ nó đi thôi. Cái trang này mình cũng chưa public nó ở trong nước. Mình mới chỉ đang kệ nó chạy, mình chưa hề quảng cáo gì cả. Vì vậy là nó còn khá là nhiều cái nó vẫn theo cái sản phẩm cũ. Ví dụ như là ngôn ngữ vẫn còn nhiều chỗ ở tiếng Anh. Và cái bảng giá này nữa thì sau này mình sẽ bỏ đi. Mình sẽ cung cấp nó với hình thức khác ở thị trường Việt Nam các bạn nhé. Và ở đây này thì cái con này mình giới thiệu nhanh thì sau đó là mình đi sang cái khác. Nó có vài cái để nghịch chơi thôi. Các bạn có thể bấm vào để editor được luôn này. Đây, bấm thẳng vào đây để các bạn editor cái CV của các bạn. Các bạn có thể nhập trực tiếp, thay đổi nội dung này. Cái box này thì các bạn có thể làm sao ạ? Thêm mục mới thì các bạn thêm được những cái mục như những cái trang khác thôi. Nó cũng tương tự, nó cũng không có gì khác về cái mặt concept cả. Nhưng tuy nhiên thì về cái mặt trải nghiệm người dùng ấy, thì đầu tiên là cái nhìn. Các bạn nhìn một cái là các bạn sẽ thấy ngay rằng là nó giống hệt cái CV luôn. Các bạn nhìn thế nào các bạn in ra nó sẽ là như vậy. Nó không hề có cái giao diện thừa gì cả. Về cái công cụ tùy biến thì nó rất là linh động. Ví dụ các bạn có thể thay đổi này, vị trí này, xuống dưới này, lên trên này. Thậm chí các bạn thay đổi được cả vị trí của từng cái box nhỏ như này cơ. Đây, cái box này mình có thể đẩy xuống dưới và đưa lên trên thoải mái. Thì các bạn thay đổi layout thì bấm vào mẫu đây, đổi sang cái mẫu khác. Tất cả những cái này mình đều sử dụng bằng DragJS các bạn nhé. Đây là giao diện khác này, nó có hai cột được không ạ? Hai cột này thì chuyển sang bên trái này, chuyển sang bên phải cũng được. Thay đổi từng cái dòng này cũng được. Ok, thêm dòng cũng được này, xóa dòng cũng được. Đó, thì cơ bản là nó có vài cái như vậy. Thì nó có vài cái khá là phức tạp khác, như kiểu là khi mình viết quá một trang ấy, thì nó sẽ phải xuống thành hai trang, thành ba trang và nó cách ra thành hai tờ giấy ở đây nhìn thấy cơ. Nó sẽ xử lý khá là phức tạp. Và có thêm một thằng khá là hay ho nữa là thêm thư xin việc này, thì các bạn rảnh thì các bạn vào mà nghịch, các bạn sẽ thấy nó khá là hay ho. Chính mình cũng thấy như vậy. Và các bạn có vài cái tùy chọn thôi, thêm thư xin việc ở đây cũng được này, thêm phông, sửa phông, đổi màu sắc. Cái này hay này. Các bạn chọn vào cái thằng backdrop này, các bạn sẽ nhìn thấy ở dưới cái CV. Đây, cái vầng đây chính là cái backdrop này các bạn nhé. Đây này, mình bấm vào mình chọn ra cái khác này. Đó, nó sẽ đổi này, thậm chí nó còn đổi màu theo cái giao diện, theo cái màu các bạn chọn cơ. Ví dụ nhá, đang là màu xanh xanh này, mình đổi sang cái màu xanh tươi này. Đó, nó cũng ăn theo này, đổi sang màu đỏ này, nó cũng ăn theo này, các bạn thấy không ạ? Ngoài ra các bạn có thể tải xuống PDF, tải hoàn toàn miễn phí nhá. Quản lý hồ sơ thì vào đây. Vào đây thì nó có một cái link này, các bạn bấm vào đây, chọn vào xem, xong là cầm cái link này ném cho nhà tuyển dụng, đúng không? Gửi cho nhà tuyển dụng, mình xin lỗi, lại dùng từ ném, gửi cho nhà tuyển dụng. Ok, rồi chắc là về web là như vậy là quá nhiều rồi, mất thời gian của các bạn quá nhỉ. Xin lỗi là video này hơi dài bởi vì mình show hàng hơi căng. Tiếp theo thì nó có thể làm gì ạ? Nó làm server là đương nhiên rồi, thì nó có thằng Node.js. Mình cũng chả biết sâu ở server kiểu gì ra bây giờ nên là mình cứ lên mạng mình show cho các bạn thôi. Với thằng Node.js này thì các bạn có thể làm phía server. À đây, cái thằng socket cluster đây, mình sử dụng ở phía server đây, nó chính là cái thằng bắn notification cho mình. Thì nó kết hợp đằng phía server là nó viết trên nền Node.js các bạn nhé. Ok. Ngoài ra thì có một cái là chắc các bạn không tin đâu, cái editor này, đó thằng VS Code này, nó được bay trên một cái framework để build ra ứng dụng cho PC viết bằng JS các bạn nhé. Làm web được rồi này, làm server được rồi này, lại làm được cả ứng dụng PC nữa. Đó là thằng nào? Nó chính là thằng Electron JS. Đây, cái ông này thì không biết là các bạn có biết không, nhưng mình show ra để các bạn biết rằng là thằng JS bây giờ nó làm được rất nhiều thứ. Nhìn nha, đọc nha, đây, nền tảng chéo đây. Có ra một cái ứng dụng mà nó tương thích với cả Mac này, Windows và Linux này, các bạn thấy không ạ? Quá là kinh khủng luôn. Ok, thực ra thì cái thằng này một lập trình viên web học nó trong 3 ngày là làm được mà. Đây này, code đa nền tảng với HTML này, CSS và Javascript, đó, khá là dễ. Ngoài ra thì lại có thêm cái ông React Native này nữa này. Đây, ông này thì sẽ giúp các bạn làm ra ứng dụng mobile. Ở đây thì hôm nay mình lại cắm full mất cổng USB ở trên máy rồi, không thì mình cắm điện thoại mình vào mình show cho các bạn xem vài cái con app làm bằng React Native. Nhưng ở đây thì mình show về tài liệu là cũng được rồi. Đây, con này là nó sẽ giúp các bạn tạo ra ứng dụng multi platform. Các bạn có thể code được ứng dụng cho máy Android này và máy iOS. Thì các bạn thấy kinh khủng không ạ? Thậm chí là kể cả AI, machine learning bây giờ nó cũng ra những cái framework hoặc là những cái thư viện để support các bạn làm việc với JavaScript các bạn nhé. Đó, thì ở trong đây thì tất cả những cái mình vừa show ấy, các bạn muốn làm được, các bạn đều phải trải qua cái khóa JavaScript cơ bản. Thì khi đó các bạn mới đủ nền tảng vững chắc để làm những cái mà mình vừa show. Vì vậy là các bạn hãy tập trung vào mà học lại cái bài này đi. Bây giờ bắt đầu tỉnh lại nào, trở lại thực tại. Chúng ta bắt đầu cùng học lại cái khóa JavaScript cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Và đây thì có gì mình sẽ show hàng trong tương lai, và mình cũng sẽ ra nhiều cái bài viết khác, nhiều video khác. Thì cái bài này là cái bài đầu tiên và mình cũng không chuẩn bị kịch bản gì cả, bởi vì mình muốn show cho các bạn một cách tự nhiên nhất, vì vậy là nó hơi dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những khóa học tiếp theo tại F8.